À, đây là phần set này là set thịt của mình. Còn bên này là set của bạn mình là set ăn rau thôi. Salad. Bên này là gì? Cơm với rong biển. Bên này là các món ăn kèm: kim chi, nước tương, củ cải và rong biển. We put the pork belly around the corner, slow cook to well done. Then we'll leave the chanterelle in the middle. Okay. And a little zucchini, a little sweet potato pancake, a little mushroom. For you, you can go with a little pasta, asparagus, pink oyster mushroom, zucchini, sweet potato pancake, little tofu for protein part. So when the food ready, we will use scissors to cut meat or food too small. You put the small food on the top of the salad. Yeah. You put the little sauce with it, kimchi with it. You hold the salad like you cut away, you eat everything together. Right. Alright. So for the first round, we will coming back to turn and cut it. Yeah. Later on, you can do it yourself. Yeah. Thank you very much. Come next one. Yeah. Hả? And you put the small meat on top of the salad, the little sauce on that, kimchi on that, and you little rice on that. You put the salad, eat everything together. Okay. You can make your own, like a little free stuff. Yeah. You can make it the way you like it. Yeah. Right? For the first one, we will come back to turn in the cottage. Okay. Thank you. And later on, you can do it yourself. Yeah. Okay. Thank you. Huh? Okay. Great. Okay. Just wait a couple more minutes. Yeah. Người ta lấy cho mình. Mình nướng để hết thịt vô nướng rồi mọi người. Bà mình vẫn còn rất nhiều rau luôn. Còn bên mình thì đã xong xuôi rồi. Tất cả đã nằm trong cái nồi này. Ở đây thì người ta cho cái loại rau để cuốn rất là thích luôn mọi người. Cuốn rau rất là mềm á. Nướng xong rồi mọi người. Giờ bạn của mình đang ăn những miếng cuối cùng. Bạn của mình là ăn chỉ có ăn rau thôi mọi người. Kiểu người ăn vegetarian, Osavat vegetarian. Osavat vegetarian. Yeah. Ăn kiểu ăn trái á. Vẫn còn một chút những cái đồ này. Mình cũng vẫn còn một ít cơm. Trời ơi, này nó cháy quá trời cháy rồi. Ở đây ăn xong thì cuối cùng còn có một viên kem như thế này nè mọi người. Không biết kem hương vị gì nhưng mà nó có một trái Việt quất nhỏ xíu xíu. Giờ ăn thử nhìn. Để trên đá này là không có bị tan. Ba rồi nè. Em lê, vì lê mọi người. Em khá là ngon. Yeah. Mọi người giờ hai tụi mình sẽ đi uống cà phê. Ở cà phê, quán cà phê Faize mọi người. Wow. Nhiều loại đồ bánh bún. Mới. Chưa xem bên có cúc. Dạ, mà kia hà luôn tê ta. Ờ, đây là menu trà mọi người.
mình đã gọi trà rooibos mọi người, trà không có caffeine á. Tại vì giờ cũng buồn rồi, mình sợ uống vào thì khè uống trà bình thường là không có ngủ được. Gọi đồ uống xong thì mình đứng đây chơi để người ta đưa đồ uống cho mình. Bạn mình đã qua đầu kia rồi. Kiếm chỗ ngồi rồi. Dạ. Kitas. Đây trang người ta có thêm một cái kẹo sô-cô-la cho mình nữa này. Đi thôi. Đây là ta hướng gừng với lại xả mọi người. Quả tuốt xuôi hứa vào ta. Giờ là đến giờ rồi. Thì mình sẽ lấy ta ra mọi người. Mời mọi người nha. Tôi cắt sắc. Nè. Mình hỏi bà Minh Thi không kêu lên. Nó hơi không có được mềm lắm mọi người. Mà hỏi luôn lại tờ kê đâu mà. Mọi người ơi, bây giờ thì mình đi về đây. Mình đã chào tạm biệt bạn rồi. Giờ thì bắt bịt đi về nhà thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nhá. Tạm biệt mọi người.